Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714373800 Thảo Yên Hoàng, hoàn chuyển trở lại với quý khán thính giả một bức ảnh và đã được The Time chúng tôi ngày hôm qua cũng gửi đến quý vị này cho thấy rằng là một ông Mỹ to lớn, một tổng thống thật là cao đứng từ trên nhìn xuống một bé gái mặc áo đỏ với hàng chữ Welcome to America. À The Time rõ ràng là chỉ trích cái chính sách của tổng thống Trump ly cách gia đình. Thế nhưng sự thật đằng sau bức ảnh này là như thế nào Hòa thảo yên? Dạ vâng thưa quý vị à, khi mà cái bức ảnh này hiện nay gương mặt của cô bé đã trở thành một cái biểu tượng Như cho à. cái việc mà tổng thống trump chia tách trẻ nhỏ khỏi cha mẹ thì tờ uh, huffington post họ đã đi tìm người cha của cô bé thì ông hiện đang ở honduras thì cái câu chuyện nó lại khác hẳn với những gì mà truyền thông đưa tin từ oh, no. cả tuần nay thì đây là tác giả của bức ảnh ông john moore thưa quý vị thì ông cũng uh, từ lúc đầu khi bức ảnh được đưa ra, ông cũng đã nói là trong lúc mà ông ở cái 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 đường biên giới thì tình cảnh rất là hỗn loạn, có rất nhiều trẻ nhỏ thì cái cô bé này đã đập vào mắt của ông, thì lúc đó mẹ của em đang bị các nhân viên hải quan họ kiểm tra và cô bé nhìn rất là hoảng sợ thì ông đã nhanh tay ông chụp cái tấm ảnh đó và sau đó thì ông không biết là chuyện gì xảy ra với hai mẹ con này, nhưng mà nhìn vào cái sự sợ hãi trên gương mặt của em thì ông nghĩ là hai mẹ con này đã bị chia tách à, tuy nhiên người bố của cô bé này là ông Dennis Javier Hernandez ông đã cho biết là hiện nay ông đã liên lạc được với vợ con và ông khẳng định là vợ ông và đứa con gái không hề bị chia tách thưa quý vị oh, no. dạ vâng ông nói rằng ông không hề biết là bà vợ là Jelena Sanchez ôm cô con gái 2 tuổi vượt biên muốn đi vào hoa kỳ và bị bắt thì các nhân viên hải quan ở Texas họ cũng đã chứng thực cái việc này Là họ không hề chia tách hai mẹ con này ra Tuy nhiên uh, ngay lập tức thì thưa quý vị Các chính trị gia mà ủng hộ cho chính sách di trú của Tổng thống Trump Họ đã uh, chỉ trích truyền thông và cáo buộc là các đài cố tình loan truyền fake news suốt cả tuần nay Về trường hợp uh. cái cô bé này Thế nhưng các nhà quan sát thì họ nói rằng tuy là em là một cái trường hợp may mắn nhưng mà không có nghĩa là hơn 2.000 đứa trẻ khác không có bị chia tách mà sự thật là có 2.300 đứa trẻ hiện nay đang bị chia tách khỏi gia đình và họ, truyền thông và báo chí họ chỉ mượn cái gương mặt của em bé này để mà làm cái biểu tượng đánh động vào lương tâm của tất cả mọi người mà thôi. Vâng, đó là cũng là một cái sự bẻ bàng bởi vì họ đã không tìm hiểu rõ. À, thực ra bức ảnh thì nói hết ý của giới truyền thông khi mà đưa ra để nhằm chỉ trích cái chính sách mà ly cách của tổng thống trump và đồng thời cái chính sách gọi là zero tolerance không khoan nhượng đó đã khiến cho xảy ra cái tình trạng ly cách này thực ra đó là họ ly cách thật nhưng mà sử dụng cái bức ảnh này để nói rằng cháu bé bị ly cách thì đằng sau đó thì không đúng bên cạnh đó thưa quý vị bản tin cái này cũng rất là mâu thuẫn ở giới chức di trú họ nói rằng trong thời gian qua tính từ tháng 5 đến giờ này đã có 500 trường hợp các em đã được đoàn tụ với gia đình rồi ừ. như vậy thì trong số 2.300 trẻ em bị ly cách đó thì thực ra chỉ có là 1.800 thôi nhưng mà 1.800 hay là 500 hay là 600 thì cái chính sách mà không khoan nhượng của tổng thống Trump vẫn bị chỉ trích như thường ngoài ra khi mà Tổng thống Trump ký vào cái xác lệnh hành pháp để cho phép các gia đình đoàn tụ lại với nhau đó, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì cái chính sách không khoan nhượng này vẫn được áp dụng và đó là lý do ngày hôm nay Pentagon ngũ giác đài sẽ phải chịu trách nhiệm để xây dựng những cái ba trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Từ California đến Texas, để có thể tạm giam 20.000 trẻ em. Bởi vì tin tức ghi nhận được trong vòng vài tuần lễ tới, hầu hết các khu mà tạm giam các em đó chật kín người. Thứ hai nữa là bao gồm luôn cái chính sách mới là cho phép các em đoàn tụ với bố mẹ. Thì cái việc đó cũng sẽ khiến cho trại giam sẽ đông đúc hơn nữa. Đó chỉ là một phần nhỏ là ly tán thôi, ly cách thôi. Còn ngoài ra thưa quý vị, cả ngàn trẻ em khác nữa và họ nói tính từ đầu năm đến giờ cái số lượng trẻ em không có bố mẹ đi kèm. Các em có thể tuổi từ 10 cho tới 17 tuổi. 18 tuổi là coi như là người lớn và 18 tuổi sẽ bị bắt và được xử à, trị như là người lớn. À, chính vì thế, cái con số này đang gia tăng rất cao. Chưa kể nữa thưa quý vị, căn cứ quân sự ở Texas và Arkansas cũng sẽ được sử dụng theo bản tin của Ngũ Giác Đài tuyên bố từ ngày hôm qua. Hiện nay thì có đến gần 20.000 chiếc giường sẽ được đưa vào trong các căn cứ quân sự này và cộng thêm lương thực nữa. Bởi vì ông Trump nhất quyết không trả tự do cho những người này. Và nếu mà không trả tự do, làm thế nào để trục xuất họ về được nhất là trẻ em. Đây là những cái vấn nạn rất là khó khăn. Thứ hai nữa thưa quý vị, Hạ viện không thông qua nổi dự luật về di trú. Ngày hôm qua chúng tôi có thưa thư với quý vị đó có hai dự luật. Một là của bảo thủ, một là của phe tương nhượng, gọi là Compromise Bill. Thì ngày hôm qua dự luật của phe bảo thủ nhất định không đồng ý cái việc cho phép những trẻ em trong diện đa ca, tức là theo bố mẹ di dân bất hợp pháp đó, làm quốc tịch Những người chống đối họ nói no way Đã phạm luật rồi mà còn cho những đứa này vào quốc tịch nữa No no không chấp nhận Thế nhưng dự luật đó đã gặp phải các thành phần ôn hòa của Hạ viện Đảng Cộng Hòa bác bỏ Cho nên cái dự luật đó không thông qua được rồi Dự luật thứ nhì cho phép các em này được ở lại Mỹ Được đi làm và trong vòng 6 năm trở thành quốc tịch đồng thời giải quyết luôn những cái tình trạng khác về vấn đề mà di trú nữa. Chẳng hạn như là ngăn cấm không cho thực hiện cái chương trình lottery, visa lottery, sổ số, số visa giúp cho những quốc gia chẳng hạn như Nigeria hoặc là Việt Nam, Honduras vân vân có khả năng để cho những người kém may mắn được vào Mỹ công bằng hơn. À, tuy nhiên thưa quý vị dự luật này cũng đang trên chỉ mảnh treo chuông đến độ ngày hôm qua ông chủ tịch hạ viện paul ryan nhìn thấy cái cảnh mà không đủ số phiếu ông lắc đầu ông nói giữ chu là rời sang ngày hôm nay để bỏ phiếu cuối cùng ông hỏi một vòng thì cái thành phần gọi là freedom caucus là những thành viên bảo thủ của đảng cộng hòa họ nói no tôi không bỏ phiếu và khi mà đếm lại túc số đó không đủ ông Paul Ryan nói rằng thôi phải có thêm thời gian và đã rời cái dự luật này đến tuần tới. Tuy nhiên cũng chưa chắc nữa thưa quý vị, qua khỏi cái ải của Hạ Viện đưa lên Thượng Viện. Mà lên Thượng Viện đó cần 60 phiếu, tức là 2 phần 3 phiếu bầu và như vậy cần thêm 10 phiếu của đảng Dân Chủ nữa. Đảng Dân Chủ ngay lúc này nói không. Chúng tôi thứ nhất không chấp nhận bỏ tiền ra xây bức tường. Thứ hai, cái chương trình quá khắt khe trong dự luật của đảng Cộng Hòa, chúng tôi sẽ không bỏ phiếu. Và nếu không bỏ phiếu, thì đa ca lại một lần nữa bên bờ vực sụp đổ. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày.